Hello, hello cả nhà. Hôm nay mình có món bánh mì này là bánh mì cá ngừ và phô mai. Thơm, ngon và làm rất là đơn giản cả nhà ơi. Mình để cái list đi chợ ở dưới cái video cho cả nhà nha. Rồi, hôm nay mình sẽ dùng bột là 250 g bột làm bánh mì. Việt Nam mình gọi là số 13 đó cả nhà. Nếu mình không có thì mình dùng bột mì đa dụng cũng được nha cả nhà nha. Đường thì mình dùng 25 g. Bột, xin lỗi, men khô nở nhanh mình dùng 1 thìa 1/4 cà phê nha. Xin lỗi, 1/4 thìa. Muối biển thì mình dùng nửa thìa. Rồi mình cũng quậy sơ sơ lên ha. Trộn đều lên. Rồi hôm nay trứng gà mình sẽ dùng 1 quả trứng gà organic nha, cho bánh mình nó sẽ thơm hơn. Rồi mình cũng quậy đều sơ sơ lên nha cả nhà. Mình đã ngâm sữa của mình đã microwave 30 giây rồi cho nó ấm đó. Hôm nay mình dùng là 125 ml sữa ấm. Mình cũng quậy sơ sơ lên. Mình dùng máy để trộn bột hôm nay nha cả nhà, máy của mình đây. Rồi cái móc mình dùng cái móc này để trộn bánh ha. Trộn bột ha. Rồi mình sẽ mở số 2 nha cả nhà. Mình sẽ đánh 1 phút nha. Nếu mà ai mà không có cái máy này cũng là không sao, chuyện nhỏ. Mình sẽ nhồi bột bằng tay từ 6 tới 8 phút nha cả nhà. Rồi sau khi 1 phút rồi đó, bây giờ mình cho bơ vào đây. Mình dùng hôm nay là 42 g bơ lạc mềm, tức là khoảng 3 tablespoon nữa cả nhà. Mình cho bơ xong rồi mình cũng đánh số 2 lại. Cho 2 phút nha cả nhà. Rồi. Sau khi 2 phút rồi đó, bây giờ mình cho nó lên số 3 đi cả nhà. Mình cho lên số 3 mình đánh thêm 10 phút nữa nha. Rồi trong lúc chờ đợi thì hôm nay mình dùng cái Instant Pot để ủ bột á. Cái nồi của mình đây. Mình cho chút xíu dầu vào đây. Cho chút xíu dầu đây để cho nó khỏi dính đó mà. Bột nó dính tay như vậy cũng không sao nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, nếu mình không có nồi Instant Pot thì sao? Cũng không sao luôn, chuyện nhỏ. Mình sẽ ủ bình thường, mình lấy cái kính giấy kính mình đậy nó lên rồi mình ủ cho nó khoảng chừng nó nở gấp đôi là được. Còn nếu mình có nồi Instant Pot thì mình ủ khoảng 30 phút thôi, nó nhanh hơn thôi. Rồi, cái nồi Instant Pot mình đây. Bên tay phải cả nhà thấy chữ yogurt không? Mình bấm đó. Rồi mình set là normal 30 phút. Rồi trong lúc chờ đợi mình đi làm cái nhân của mình ha. Hôm nay mình dùng cái hộp này nè. Cả nhà thấy cái hộp cá này không? Cả nhà muốn dùng hiệu nào cũng được nha. Nó là tuna. Mình đổ nước đi nha cả nhà, mình chỉ lấy cái cá thôi. Đó. Cái hộp này khoảng 6 ounce nha, mình mua chợ Mỹ nào cũng có nha. Rồi mình dùng cái mayonnaise đây, mayo này hiệu nào cũng được nha cả nhà. Mình sẽ dùng là 3 tablespoon. Tức là 3 cái muỗng canh đó cả nhà. Rồi tiêu thì mình dùng nửa thìa nha. Nửa teaspoon tiêu. Tùy theo mình muốn nhiều thì thêm nha. Muốn ít thì bớt lại nha cả nhà. Mình dùng cái ớt paprika này là có màu thôi chứ nó không có cay đâu. Mình dùng 1 thìa. Cho cái cá của mình nó có màu đẹp đẹp một xíu ha. Rồi cheese đây, mình dùng cái phô mai mozzarella cheese này 150 g. Rồi mình cũng trộn đều sơ sơ lên. Mình quên cho muối ha. Mình sẽ cho nửa thìa muối vào đây nha cả nhà. Nửa thìa teaspoon muối vào đây. Nếu cả nhà muốn ăn mặn thì cho thêm nha. Mình thấy ăn cái một nửa thìa này là vừa đủ rồi đó. Rồi mình cũng ấn rồi mình chia ra thành 8 phần cho nó đều nhau đi. Từ lát nữa mình làm 8 cái bánh mình cho vô đó. Rồi cái bột của mình sau khi 30 phút trong cái nồi Instant Pot này cả nhà. Bây giờ mình lấy ra bàn ha. Rồi mình cũng xếp xếp cho nó vài lần đi. Cho nó ra hết mấy cái gas cho nó
Rồi đó, bây giờ mình vo vo làm sao thành một cục tròn đi cả nhà. Để lát mình cắt cho nó dễ thôi. Cả nhà muốn vo thành cục dài cũng được, cũng không sao. Miễn sao mình làm sao mình chia đều thành 8 khúc là được. Rồi giờ mình cắt thành 8 khúc nha cả nhà. Rồi chia thành 8 khúc xong rồi đó, mình sẽ để qua một bên ha. Mình lấy từng một cái khúc nhỏ này, mình cục ấn nó xuống, rồi mình cũng gập nó lại vài lần, rồi mình cũng sẽ vo vo nó lại tròn tròn đó. Như vậy là được rồi đó là cả nhà đó. Rồi mình để một bên ha. Rồi mình lấy cái cục đầu tiên nha, mình cán nó ra, mình cán nó thành hình tròn luôn nha cả nhà. Không cần phải hoàn hảo perfect đâu nha. Rồi sau khi mình cán xong rồi mình cho cái nhân vô đây đi. Mình cho cái nhân cá hồi nãy mình làm đó cả nhà. Mình chia làm 8 phần rồi đó. Rồi mình cho một phần vô đây. Rồi mình cũng kéo túm nó lại, giống như mình làm cái bánh bao đó. Mình cứ túm lại với nhau là được. Đó, mình nhéo nhéo nhím nhíp nó lại cho nó dính lại với nhau là được. Rồi mình xong rồi mình cũng vo vo lại cho nó tròn tròn nha cả nhà. Cho nó nhìn nó xinh xinh một tí đó. Đó như vậy là được rồi đó. Ta da. Rồi bây giờ hôm nay mình dùng cái khung là 8 inch ha. Mình cho chút xíu dầu đó rồi mình cho thêm cái giấy này để lắc lấy bánh ra cho nó dễ, với rửa nó cũng dễ hơn cả nhà ơi. Rồi, mình cho 8 cái cục tròn tròn của mình xinh xinh xắn vô đây. Mình xếp giống như cái hoa đó cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ lấy giấy kiến ha. Mình che nó lại, đậy nó lại. Rồi mình sẽ đi ủ khoảng 45 phút trong chỗ nào ấm ấm đi nha cả nhà. Rồi sau khi 45 phút của mình rồi cả nhà ơi, đó, nó nở to như vậy nè. Rồi bây giờ mình cho trứng lên nha. Trứng thì mình dùng một quả trứng và 2 tablespoon sữa. Mình quậy đều lên rồi mình chát lên đây cho cái bánh của mình lát rồi nó vàng, nó đẹp và nó thơm nữa. Rồi mình quét bơ xong rồi mình sẽ cho cheese vào đây nha cả nhà. Hôm nay mình dùng là 80g phô mai mozzarella cheese này. Mình rắc lên trên mặt, rồi mình cũng rắc một ít mùi tây lên trên mặt của bánh luôn nha. Rồi bếp của mình thì mình đã mở sẵn là 15 phút trước rồi, 350 độ F nha cả nhà. Hôm nay mình sẽ nướng 350 độ F cho 20 tới 25 phút. Hay tới chỗ nào bánh vàng như vậy là được rồi cả nhà đó. Đẹp không cả nhà? Thơm lắm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quét bơ lên đây nha cả nhà, cho nó đẹp và thơm và bóng bẩy nữa. Rồi cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha, đã bỏ thời gian quý giá của mình để coi cái video này. Cả nhà ủng hộ cho mình xin một cái like ha. Ai chưa đăng ký thì đăng ký giúp cho mình luôn nha. Chúc cả nhà có một ngày đẹp, vui vẻ. Thank you. See you later. Bye bye.